Việc không viết việc có nghĩa là chúng ta gặp Việt Cộng cũng không có viết. Thành ra chúng tôi nhân danh ban tổ chức yêu cầu tổ chức nào có cái banner nó dẹp xuống. Chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của quý vị, nhưng mà không chấp nhận cái banner hòa hợp hòa giải này. Không chấp nhận cái banner hòa hợp hòa giải. Chúng tôi không hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, không bao giờ hòa hợp hòa giải với kẻ cướp, kẻ giết người. Đó là điều mà chúng tôi xin thưa ban an ninh trật tự xin làm việc này. Chúng tôi rất hoan nghênh sự có mặt, nhưng mà chúng tôi không chấp nhận hòa hợp hòa giải. Thành ra xin cái banner không đủ nghĩa này, xin mời đưa đi chỗ khác. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân. Kính thưa quý vị, sau đây tiếp tục với chương trình là một bản họp Nga do tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Trung tâm Điều Họp Tây Nam Hoa Kỳ sẽ trình bày một hùng ca đến chúng ta, và xin quý vị cùng hát chung Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Xin mời ban hợp ca tập thể chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Trung tâm Tây Nam Hoa Kỳ. Testing. Xin quý vị im lặng dùm, xin quý vị ổn định chỗ ngồi, xin quý vị đồng hương im ổn định chỗ ngồi. Thể chiến sĩ Trung tâm Tây Nam Hoa Kỳ.